Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 22, trang 37-38, chính tả, một nhỏ, nghe viết. Thì hôm nay phần chính tả các em sẽ nghe và viết chính tả. Vì vậy các em hãy chuẩn bị tập viết để nghe cô đọc chính tả các em viết nhé. Rồi hôm nay mình sẽ viết ba khổ thơ. Có tựa đề là Hà Nội. Rồi các em chuẩn bị. Thì hôm nay chúng ta sẽ viết là ba khổ thơ, cho nên các em một khổ thơ là có bốn dòng, có bốn khổ thơ. Rồi chuẩn bị. Hà Nội có trông giống. Hà Nội có trông giống. Hà Nội có trông giống. Xuống dòng. Cứ tự quay trong nhà. Cứ tự quay trong nhà. Cứ tự quay trong nhà. Xuống dòng. Không cần trời nổi gió. Không cần trời nổi gió. Không cần trời nổi gió. Xuống dòng. Không cần bạn chạy xa. Không cần bạn chạy xa. Không cần bạn chạy xa. Chấm. Xuống dòng. Các em chừa một khoảng trống qua khổ thơ thứ hai. Hà Nội có Hồ Gươm. Hà Nội có Hồ Gươm. Hà Nội có Hồ Gươm. Xuống dòng. Nước xanh như pha mực. Nước xanh như pha mực. Nước xanh như pha mực. Xuống dòng. Bên hồ ngọn tháp bút. Bên hồ ngọn tháp bút. Bên hồ ngọn tháp bút. Xuống dòng. Viết thơ lên trời cao. Viết thơ lên trời cao. Viết thơ lên trời cao. Chấm. Xuống dòng. Các em qua khổ thơ thứ ba. Mấy năm giặc bắn phá. Mấy năm giặc bắn phá. Mấy năm giặc bắn phá. Xuống dòng. Ba đình vẫn xanh cây. Ba đình vẫn xanh cây. Ba đình
vẫn xanh cây xuống dòng. Trăng vàng chùa một cột, trăng vàng chùa một cột. Trăng vàng chùa một cột. Xuống dòng. Phủ Tây Hồ hoa bay, phủ Tây Hồ hoa bay. Phủ Tây Hồ hoa bay. Ba chấm. Xuống dòng. Các em viết tên tác giả là Trần Đăng Khoa. Rồi, như vậy thì sau khi viết xong phần chính tả, các em nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình nha. Và các em xem lại để mà khắc phục. Rồi, bây giờ các em sẽ qua câu số 2 nhỏ. Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu dưới đây. Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời. A. Tìm danh từ riêng và là tên người, tên địa lý trong đoạn văn. B. Là nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam đã học ở lớp 4. Thì ở câu A này các em là tìm cái từ riêng là tên người, tên địa lý trong đoạn văn. Thì các em hãy đọc kỹ lại đoạn văn và các em trả lời. Thì các em thấy ở đây trong đoạn trích có một danh từ riêng tên người, đó là nhụ. Và có hai danh từ riêng tên địa lý, đó là tên địa lý Việt Nam, đó là Bạch Đằng Giang và Mõm Cá Sấu. Rồi tiếp theo câu B, nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam. Thì khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam thì cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Tức là các em sẽ khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Thì các em thấy ở đây Bạch Đằng Giang và Mõm Cá Sấu thì được viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Nói như vậy thì ở câu số 2 này các em trình bày như sau. A. Trong đoạn trích có một danh từ riêng là tên người nhụ, và có hai danh từ riêng là tên địa lý Việt Nam là Bạch Đằng Giang, Bạch Đằng Giang, Mõm Cá Sấu. B. Khi viết tên người, tên địa lý Việt Nam cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Rồi tiếp theo là câu số 3 nhỏ. Viết một số tên người, tên địa lý mà em biết. A. Tên người. Tên một bạn nam và một bạn nữ trong lớp. Tên một anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử nước ta. B. Tên địa lý. Tên một dòng sông hoặc hồ, núi, đèo. Tên một xã hoặc phường. Thì các em ở đây, các em sẽ viết ở câu A là viết tên người, và ở câu B là viết tên địa lý. Thì các em nhớ lại, khi viết tên người Việt Nam thì cần viết hoa ở chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Tức là các em sẽ viết chữ, viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Và tên địa lý cũng vậy, khi viết tên địa lý Việt Nam thì cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên. Nói như vậy thì ở đây cô có ví dụ như sau.
Ở đây ở câu A là tên bạn nam và bạn nữ. Bạn nam thì là ví dụ như là bạn ấy tên là Hoàng Quốc Hải là bạn nam. Trần thì Thanh Lan là bạn nữ. Anh hùng nhỏ tuổi ra Trần Quốc Toản. Thì các em thấy ở đây, ở cái chữ cái đầu của mỗi tiếng thì được viết hoa. Đó. Thì mỗi chữ cái đầu ở mỗi tiếng được viết hoa. Rồi tiếp theo, tên địa lý cũng vậy. Thì chúng ta sẽ viết hoa chữ đầu, chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên này. Ví dụ tên một dòng sông, hồ, núi đèo, ví dụ như là sông Cửu Long. Tên một xã hoặc phường, ví dụ xã Tân Thới. Ví dụ. Thì như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.